khoan khoan ví dụ mình khoan tới lỗi 30 đi, tha 30, nhưng mà cái lỗi ren mình tha đô 20 thôi, là khoan khoan mà sau 30 tha đô 20, thường không có tha đô tới 30 đâu, bởi vì tha đô 30 nó chỉ kẹt thôi, kẹt tha đô rồi. Dưới đây option là chọn ở giữa là nó có ren vậy. Giữa nha. Không, phải để được của bạn hay không? Không, stress nè. Đó, nó có ren ảo vậy. Rồi, dưới này là ấy là ấy option này là bỏ đi, không cần đâu. Rồi chuyển qua này. Giữ đặt con đặt đây đi. Đặt nghe nghe những cái khác là thấy. Rồi. Một con ha, mình đi thấy. Rồi, ok. Cho nó mỏi gì? Hả, tao mình mở. Mỡ mỡ. Rồi, giờ mình sau ren nha. Mình biết chỉ rồi, mình nói tay sờ. Phải, đi theo. Sát, rồi xích từ đây. Rồi, bây giờ mình cắt lại coi. Xét sờ ra. Đó. Khoan sau đến 30 nhưng mà ren nó tới vào phần này à, phần này à, cái phần ren nó tới đường này nha, thấy đường này khó á, thở nó này đường ren của em nhìn thấy á, không nghi hết luôn á, nhưng mà cái đường ren là từ đây là sức mẹ ra sẽ đúng đường này à, rồi xuống đây là 20 đó, 20 đó sức mẹ ra sẽ đúng, nếu mà tự nhìn như vậy thì nó hoàn chắc. Rồi. Đó là lỗ lỗ ren. Rồi các bạn đã thắc mắc gì đâu? Lỗ bạn. Thắc mắc gì về tà lỗ đó? Cái loại lỗ đó.